Đấy khác người chú phải giúp. Kia chụp ngược lại được không? Chó. Mà nó bị tin đâu, à nó bị được ngon lắm bởi vì đất nó hơi cằn, nó hơi cằn. Nó đất. Được. Đấy nào cũng đi. Phải đưa hình ảnh mức khẩn à. Hái đi chú cứ hái vừa thử ăn thử chứ. Lên hình đẹp rồi. Cái này đi. Đấy đứt. Phạt này là hơi chín rồi. Nếu vận chuyển đi xa là hơi khó. Được chưa em thôi. Vâng chú cháu hái vết. Cái này mang đến nấu làm chúng mình còn làm mang đi bán thôi. Đặt chưa? Vâng đặt. Vâng. Nhưng mà mình chuẩn bị chưa? Có được. Đi. Có hợp đồng. Ừ. Có hợp đồng đồng hoàng. Cảm ơn. Rất ngon các bạn ạ. Em thử hai cây kia nó ngon. Rất ngọt mật này. Hái ăn luôn tại góc luôn. Đây. Chú kia đây. Đây này. Đây. Đấy. Chúng vừa cho đấy. Cứ phải diễn diễn. Cây này bao nhiêu năm rồi? Phải chục năm rồi nhỉ? Chỗ xây tường bên đấy kia hả? Đúng bên này anh quả đây. Ui, ngon quá. Vẫn biết mình khai không ạ? Ồ, cái này hơi quá, hơi quá rồi quá. Để chỉ bán ở chợ thôi. Mà bán cho đội nấu tốt đúng không? Lên men. Nó lên men không sao cả. Không gãy là gãy xương ấy. Bình thường cầm cơm này. Cầm thôi nhá, đừng có dùng lá quả rơi. Được chưa? Có mà giới hạn đất luôn đúng không? Đất anh đi đấy luôn à? Con nó hay đi xấu điệu bằng này đi khác phải. Nhưng mà sao đang xanh. Mấy cây này bé. Chú ăn thì muốn cân xem. Không đau đâu. Vừa ăn hai quả. Không đau đâu. Chúng mà cho vào cái ấy chứ. Bao nhiêu? À, cháu có 9 con chú ạ. Ghép vào cây đào. Ghép mang đào đi xong là ghép vào đi ngọn sông 1 năm nữa bằng này anh. To đây tầm 2 năm 3 năm thì có quả. Nếu phế thì nó sống tốt rồi. Phát nó phải sau 3 năm. Cây đào kia toàn khối cả được ăn. Đây đào khối. Lấy cái quả thì cái gì mà. Quay cái cành kia kìa. Cây này. Đã sắp mưa đấy. Là dày hết mức. Đây cho anh hai quả tí về cho tiết này. Không. Hai quả đấy của em mà. Tí em mở rồi cho hai quả. Bán được rồi đấy, thằng em ạ. Ngọt lắm. Ừ, đang bảo tí hai để bán cho anh này. Đấy. Anh bảo là hai. Bú ơi. Quả em
mà đánh giá mật của Hà Giang anh thì năm nay chưa chưa tay chưa đầu hàng đâu. Tiên không biết đâu. Cho ông bên dưới nhằn nhằn dưới kìa. Đấy, bảo ông đúng rồi. Hôm nay đi chơi đi chơi ông ấy rồi. Ông thì đánh tiền cho anh rồi còn. Chỉ đưa cho em một lần đúng không? Anh Quyên đưa cho em một lần. Em không có đưa cho anh đồng nào đâu. Giờ hết mất rồi. Bóc vào. Mấy anh còn ngã. Ôi chị ấy rồi. Tí nó không chủ hộ. Chú ơi, chú này đang ấy rồi. Rượu đấy. Còn thường chú có mà là thùng à. Cái thùng bã hà. Đâu có chữ bã hà đâu đấy. Ừ, có tiếng có miếng anh quên à. Nếu mà lên truyền Hà Giang ấy, thì càng được giá này. Nhưng mà bọn anh có tiếng bọn em có cái gì đấy. Và cái xe đó vậy ba? Đi trung. Cái này mang về cho. Nó đã chửi rồi. Đây là tính 30 con. Này. Em xem ở trên dưới em có xem đâu. 10 triệu không gian 50.000. 1 triệu thôi bà ba 1 triệu này. Sao mà sao mà như thế này nhỉ? Không nhưng mà nó xấu kinh khủng luôn bạn ạ. Mận anh nhìn mận xem. Anh xem mận của bọn em hái với mận của bà này. Có vẻ như là đâu anh có cho hay không anh cũng vẫn biết mà. Đẹp. Xấu quá. Quá đẹp. Anh bảo chị về đây đây chị có đồng ý bán cho cái chủ nhà đấy không? Nếu không thì em mua. Thì chị biết hành cái tiền.